Chào các em, hôm trước chúng ta đã học lý thuyết về thấu kính. Hôm nay chúng ta sẽ sửa một vài dạng bài tập của thấu kính. Khi vẽ ảnh của một vật qua thấu kính, thì các em nhớ cho cô các trường hợp đặc biệt sau đây. Đối với thấu kính hội tụ, khi vật AB nằm ngoài tiêu cự, thì ảnh A'B' luôn là ảnh thật ngược chiều với AB. Khi vật AB nằm trong tiêu cự, thì ảnh A'B' là ảnh ảo cùng chiều với AB và luôn lớn hơn AB. Còn khi vật AB nằm tại tiêu cự, thì chúng ta không thu được ảnh, có nghĩa là A'B' ở vô cực. Còn đối với thấu kính phân kỳ, các em nhớ là vật thật luôn luôn cho ảnh ảo cùng chiều nhỏ hơn vật. Các em vào dạng bài tập số 1, vẽ hình đối với thấu kính. Thì trong dạng bài tập này, các em nhớ cho cô các tia đặc biệt mà chúng ta đã học. Tia thứ nhất là tia tới song song với trục chính, tia ló hoặc đường kéo dài đi qua tiêu điểm ảnh chính F'. Tia thứ hai là tia tới qua quan tâm ô sẽ truyền thẳng. Tia thứ ba là tia tới hoặc đường kéo dài và tiêu điểm vật chính F thì tia ló song song với trục chính. Và tia cuối cùng là tia tới song song với trục phụ bất kỳ, tia ló hoặc đường kéo dài đi qua tiêu điểm ảnh phụ. Thì khi vẽ ảnh thì các em chỉ cần vẽ hai trong ba tia đặc biệt cho cô là được. Và các em chú ý, cô giả sử A là một điểm sáng, A' là ảnh của một điểm sáng, O là quan tâm của thấu kính. Thì các em khi vẽ hình chúng ta luôn có A, A', O luôn cùng nằm trên một đường thẳng. Các em vào bài tập số 1 của dạng 1. Trong hình XY là trục chính, O là quan tâm, A là vật, A' là ảnh. Xác định tính chất ảnh, loại thấu kính, vị trí các tiêu điểm chính. Như vậy đối với bài tập dạng này, thì bước đầu tiên, các em kẻ một đường thẳng vuông góc với trục chính đi qua quan tâm ô của thấu kính cho cô, thì đó chính là vị trí mà chúng ta đặt thấu kính. Các em biết rằng A, A'O luôn cùng nằm trên một đường thẳng. Từ A, các em nói A, O, A' cho cô. Đó chính là tia đặc biệt, tia tới qua quan tâm ô, tia ló truyền thẳng. Bước tiếp theo, các em vẽ cho cô một trục phụ bất kỳ. Và chúng ta sử dụng tia tới song song với trục phụ. Tia tới song song với trục phụ sẽ cho các em tia ló qua tiêu điểm ảnh phụ và tất nhiên tia ló này sẽ đi qua A'. Như vậy thì các em thấy giao điểm của trục phụ và tia ló vừa vẽ là tiêu điểm ảnh phụ F1'. Từ F1', các em hạ vuông góc xuống trục chính, các em được tiêu điểm ảnh F'. Có tiêu điểm ảnh F', các em sẽ lấy tiêu điểm vật chính đối xứng với tiêu điểm ảnh chính F' qua quan tâm ô của thấu kính. Như vậy thì các em thấy tiêu điểm vật chính nằm phía bên tia tới, cho nên đây sẽ là thấu kính hội tụ. Các em vào câu B, chúng ta cũng xác định loại thấu kính và tính chất của ảnh. Như vậy, điều đầu tiên, từ quan tâm ô của thấu kính, các em kẻ một đường thẳng vuông góc với trục chính và đi qua quan tâm ô của thấu kính cho cô. Sau đó, các em kẻ một đường thẳng nói A, A' và O. Đó chính là tia đặc biệt, tia tới qua quan tâm ô, tia ló truyền thẳng. Sau đó các em kẻ cho cô tia tới song song với trục chính. Tia ló sẽ đi qua tiêu điểm ảnh chính F' và tất nhiên tia ló phải đi qua A'. Vậy ở đây các em phải kéo dài tia ló để cho tia ló đi qua A'. Các em có giao điểm của tia ló với trục chính chính là tiêu điểm ảnh chính F'. Có F',
Các em lấy tiêu điểm vật chính đối xứng với tiêu điểm ảnh chính F phải qua quang tâm O. Các em được tiêu điểm vật chính F. Như vậy thì ở đây các em thấy do tiêu điểm vật chính nằm khác bên với tia tới, cho nên đây sẽ là thấu kính phân kỳ. Hay nói cách khác là tiêu điểm vật chính nằm phía bên tia ló, cho nên đây là thấu kính phân kỳ. Vậy chúng ta kết luận thấu kính này là thấu kính phân kỳ và ảnh là ảnh ảo. Các em sang dạng bài tập số 2, xác định các đại lượng trong công thức tính độ tụ. Các em nhớ lại công thức độ tụ. D lớn bằng 1 chia F, N thấu kính chia N môi trường trừ 1, thừa số cho 1 chia R1 cộng 1 chia R2. Thì trong công thức này các em chú ý cho cô, NTK là chiết xuất của chất làm thấu kính, NMT là chiết xuất của môi trường đặt thấu kính, F là tiêu cự của thấu kính. Khi sử dụng với công thức độ tụ thì F phải có đơn vị là mét. Và chú ý cho cô các quy ước dấu về bán kính. Đối với mặt cầu lòi thì R dương, mặt cầu lõm thì R âm, mặt phẳng thì R bằng vô cùng. Trường hợp thấu kính hội tụ có nghĩa là D lớn và F dương. Thấu kính phân kỳ thì D lớn và F âm. Các em vào bài tập số 1. Thấu kính bằng thủy tinh chiết xuất 1,5. Thấu kính R1 mặt lòi bán kính 10cm và một mặt lõm bán kính 30cm. Khi thấu kính trên được dìm vào trong nước có chiết xuất 4/3, tìm tiêu cự độ tụ và cho biết đó là thấu kính gì. Như vậy thì để tìm tiêu cự của thấu kính, các em sẽ áp dụng công thức độ tụ 1/F bằng N thấu kính chia N môi trường trừ 1, thừa số cho 1/R1 cộng 1/R2. Như vậy thì ở đây các em có N thấu kính đề bài cho là 1,5 và thấu kính được dìm trong nước có nghĩa là N môi trường là 4/3. Thấu kính R1 mặt lòi bán kính mặt lòi được quy ước là mang giá trị dương. Một mặt lõm bán kính mặt lõm được quy ước là mang giá trị âm. Các em thay các số liệu vào thì các em sẽ tìm được 1/F bằng 1/200. Chúng ta suy ra F bằng 120cm. Để tìm độ tụ của thấu kính, các em áp dụng công thức D bằng 1/F bằng 1 chia cho 1,2. 120cm, các em đổi ra mét là 1,2. Các em tìm được độ tụ của thấu kính là 0,83 đĩa. Như vậy thì ở đây các em thấy độ tụ mang giá trị dương, suy ra đây là thấu kính hội tụ. Các em sang bài tập số 2. Một thấu kính phân kỳ làm bằng thủy tinh có chiết xuất 1,5, tiêu cự 10cm. Nhúng thấu kính này vào chất lỏng có chiết xuất N phẩy thì thấu kính trở thành thấu kính hội tụ có tiêu cự 20cm, tính chiết xuất N phẩy. Như vậy thì các em thấy bài này chỉ cho chúng ta các thông tin về chiết xuất và tiêu cự của thấu kính, cho nên chúng ta sẽ áp dụng công thức nào mà có mối liên hệ giữa tiêu cự và chiết xuất. Như vậy thì ban đầu chúng ta sẽ xét trường hợp thấu kính đặt trong không khí và công thức liên hệ giữa tiêu cự và chiết xuất đó là 1/F bằng N trừ 1 thừa số cho 1/R1 cộng 1/R2. Các em đặt là biểu thức số 1. Sau đó, thấu kính được đặt vào trong môi trường chất lỏng chiết xuất N phẩy thì tiêu cự của thấu kính lúc này sẽ thay đổi là F phẩy. Các em có 1/F phẩy bằng N chia N phẩy trừ 1 thừa số cho 1/R1 cộng 1/R2. Theo đề bài, các em có F
là tiêu cự của thấu kính phân kỳ, trừ 10 cm. F phẩy là tiêu cự của thấu kính hội tụ, 20 cm. N bằng 1,5 và yêu cầu chúng ta tìm N phẩy. Ở cả hai công thức các em có cái chung là 1/R1 + 1/R2. Vậy chúng ta sẽ lập tỷ số 1 chia cho 2 để chúng ta tìm N phẩy. Khi lấy 1 chia cho 2 thì các em được F phẩy chia F bằng N trừ 1 chia cho N chia N phẩy trừ 1. Các em suy ra N phẩy bằng N chia N trừ 1 nhân F chia F phẩy cộng 1. Thay số vào, N là 1,5, F bằng trừ 10, F phẩy là 20. Các em tìm được N phẩy bằng 2. Các em vào dạng bài tập số 3, xác định vị trí, tính chất, độ lớn của vật và ảnh. Thì ở dạng bài tập này, các em nắm cho cô công thức liên hệ giữa vật, ảnh hoặc là độ phóng đại như sau. Các em có 1 chia F bằng 1/D cộng 1/D phẩy. Từ công thức này, chúng ta có thể suy ra các công thức sau. Công thức tính vị trí ảnh, D phẩy bằng D nhân F chia D trừ F. Hay là công thức tính vị trí vật, D bằng D phẩy nhân F chia D phẩy trừ F. Hoặc là công thức tính tiêu cự của thấu kính, F bằng D nhân D phẩy chia D cộng D phẩy. Công thức độ phóng đại, K bằng trừ D phẩy chia D. Từ công thức này, chúng ta có thể biến đổi K bằng F chia F trừ D hay là bằng D phẩy trừ F chia cho F. Và khi sử dụng công thức, các em chú ý cho cô các quy ước dấu. D dương, vật thật. D âm, vật ảo. D phẩy dương, ảnh thật. D phẩy âm, ảnh ảo. Và quy ước K dương, ảnh và vật cùng chiều, trái tính chất. K âm, ảnh và vật ngược chiều, cùng tính chất. Đối với thấu kính phân kỳ thì sẽ cho ảnh ảo nhưng mà nhỏ hơn vật. Còn thấu kính hội tụ thì cho ảnh ảo nhưng mà lớn hơn vật. Ở phần này các em có hai dạng bài toán, đó là bài toán thuận và bài toán nghịch. Trước tiên chúng ta sẽ đi vào bài toán thuận. Thì bài toán thuận là bài toán cho tiêu cự của thấu kính, khoảng cách từ vật đến thấu kính, xác định vị trí, tính chất và độ phóng đại ảnh. Các em vào bài đầu tiên. Cho thấu kính hội tụ có tiêu cự 10 cm. Vật sáng AB là một đoạn thẳng đặt vuông góc với trục chính của thấu kính, cách thấu kính 30 cm. Hãy xác định vị trí ảnh, tính chất ảnh và số phóng đại ảnh, vẽ ảnh. Như vậy đề bài cho thấu kính hội tụ tiêu cự 10 cm, các em có F bằng 10 cm. Vật sáng là vật thật, cách thấu kính 30 cm, D bằng 30 cm. Rồi xác định vị trí ảnh là tìm D phẩy. Như vậy thì các em có công thức D phẩy bằng D nhân F chia D trừ F. Các em thay D bằng 30 cm vào, F bằng 10 cm vào, thì các em sẽ tìm được D phẩy bằng 15 cm. D phẩy lớn hơn không? Suy ra ảnh này là ảnh, ảnh thật. Tìm tính chất ảnh và độ phóng đại. Các em áp dụng công thức K bằng trừ D phẩy chia D. D phẩy là 15, D là 30. Các em thay số vào, các em tìm được K bằng trừ 1/2. Ở đây các em có K âm. Theo lý thuyết mình học, K âm, ảnh và vật ngược chiều, cùng tính chất. Như vậy ở đây các em có ảnh thật, vật thật thì sẽ ngược chiều với nhau. K bằng 1/2, có nghĩa là ảnh bằng một nửa vật. Chúng ta đi đến kết luận của bài toán. Ảnh thu được là ảnh thật, ngược chiều vật, cao bằng một nửa vật và nằm cách thấu kính 15 cm.
Các em tiến hành vẽ ảnh. Khi vẽ ảnh thì các em chú ý tới tỷ lệ của các vị trí đặc biệt cho cô. Cô lấy ví dụ OF 10 cm, AB cách thấu kính là 30 cm, thì OE thì gấp 3 lần O, OF. Các em sử dụng 2 trong 3 tia đặc biệt để vẽ ảnh. Tia thứ nhất, tia tới qua quan tâm O, tia ló truyền thẳng. Tia thứ hai, tia tới song song với trục chính. Tia ló đi qua tiêu điểm ảnh chính F'. Thì giao điểm của hai tia ló sẽ cho các em B' là ảnh của B qua thấu kính. Từ B' các em hạ vuông góc xuống trục chính, các em được A'. Như vậy các em có A'B' là ảnh của AB qua thấu kính. Các em sang bài toán số 2. Cho thấu kính bằng thủy tinh chiết xuất 1,5 trên một mặt cong lòi bán kính 10 cm và mặt cong lợm bán kính 5 cm. Vật sáng AB là một đoạn thẳng đặt vuông góc với trục chính của thấu kính, cách thấu kính 20 cm. Hãy xác định vị trí ảnh, tính chất ảnh và số phóng đại ảnh. Ở đây đề bài yêu cầu xác định vị trí ảnh nhưng chưa cho tiêu cự của thấu kính, chỉ cho các đại lượng liên quan tới tiêu cự là chiết xuất và bán kính các mặt cong. Vì vậy, đầu tiên, các em sẽ áp dụng công thức độ tụ để tìm tiêu cự của thấu kính. Các em có 1 phần F bằng N thấu kính chia N môi trường trừ 1, thừa số cho 1 chia R1 cộng 1 chia R2. Trong đây, N thấu kính là 1,5, N môi trường bằng 1. R1 là bán kính mặt cong lòi 10 cm, R2 là bán kính mặt cong lõm theo quy ước dấu sẽ là trừ 5 cm. Thay số vào thì các em sẽ được 1 phần F bằng trừ 1 phần 20, và tới đây các em suy ra F bằng 20 cm. Đây là thấu kính phân kỳ. Tiếp tục, các em áp dụng công thức để tìm vị trí ảnh là D' bằng D nhân F chia cho D trừ F. Trong đó D là 20 cm, F chúng ta vừa tìm được là trừ 20 cm. Thay số vào, các em tìm được D' bằng trừ 10 cm. D' âm, có nghĩa ảnh này sẽ là ảnh ảo. Để tìm số phóng đại của ảnh, các em áp dụng công thức K bằng trừ D' chia D. Trong đó D' là trừ 10, D là 20. Thay số vào, các em có K bằng 1 phần 2. K dương có nghĩa là ảnh và vật cùng chiều. K bằng 1 phần 2, ảnh cao bằng 1 phần 2 vật. Vậy các em đi đến kết luận của bài toán. Ảnh thu được là một ảnh ảo cùng chiều vật, cao bằng một nửa vật và nằm cách thấu kính 10 cm. Các em sang dạng toán thứ hai, đó là bài toán ngược. Thì bài toán này sẽ cho các em biết tiêu cự của thấu kính và số phóng đại ảnh, yêu cầu các em tìm D'. Các em vận dụng vào bài toán sau. Một thấu kính hội tụ tiêu cự 20 cm. Vật sáng AB là một đoạn thẳng đặt vuông góc với trục chính của thấu kính, cho ảnh cao gấp 2 lần vật, xác định vị trí vật và ảnh. Như vậy thì ở đây, các em thấy là đề bài cho thấu kính hội tụ và ảnh cao gấp 2 lần vật. Đối với thấu kính hội tụ mà ảnh cao gấp 2 lần vật, thì ảnh này có thể là ảnh thật, cũng có thể là ảnh ảo. Cho nên, đối với bài toán này, các em sẽ giải cho cô hai trường hợp. Cho nên là các em sẽ có trị tuyệt đối của K bằng 2. Các em sẽ đi vào trường hợp thứ nhất là vật thật cho ảnh ảo, có nghĩa là K sẽ lớn hơn 0. Các em có D' bằng D nhân F chia D trừ F. Đề bài cho D bằng 20. Các em thay D bằng 20 vào công thức này.
Các em được công thức thứ nhất. Công thức thứ hai là k bằng trừ d phẩy chia d. K dương, k bằng 2. Các em suy ra d phẩy bằng trừ 2d. Các em kết hợp hai phương trình này thì các em sẽ được d bằng 10 cm và d phẩy bằng trừ 20 cm. Trường hợp thứ hai, vật thật cho ảnh ảo. Các em cũng áp dụng d phẩy bằng d nhân f chia d trừ f. Các em cũng có phương trình thứ nhất là 20d chia d trừ 20. Tiếp tục các em sử dụng công thức độ phóng đại ảnh và trong trường hợp này k âm. K bằng trừ d phẩy chia d bằng trừ 2. Các em suy ra d phẩy bằng 2d. Các em kết hợp hai công thức này thì các em sẽ được d bằng 30 và d phẩy bằng 60 cm. Các em vào bài toán số 2. Một thấu kính phân kỳ có tiêu cự 20 cm. Vật sáng AB là một đoạn thẳng đặt vuông góc với trục chính của thấu kính. Cho ảnh cao bằng nửa vật, xác định vị trí vật và ảnh. Đề bài cho thấu kính phân kỳ có nghĩa là F âm bằng trừ 20 cm. Và cho ảnh cao bằng một nửa vật thì các em nhớ lại tính chất của thấu kính phân kỳ. Đó là vật thật luôn luôn cho ảnh ảo cùng chiều nhỏ hơn vật. Cho nên là K sẽ luôn mang giá trị dương. Các em suy ra K bằng 1 phần 2. Như vậy thì các em có D phẩy bằng D nhân F chia cho D trừ F. Các em thay F bằng trừ 20 vào trong biểu thức. Thì các em được D phẩy bằng trừ 20D chia D cộng 20. Các em kết hợp với biểu thức của K bằng trừ D phẩy chia D bằng 1 phần 2. Các em suy ra d phẩy bằng trừ d chia 2. Các em kết hợp hai biểu thức này, các em sẽ tìm được d bằng 20 cm và d phẩy bằng trừ 10 cm. Như vậy các em kết luận, vậy vật này là vật thật cách thấu kính 20 cm và cho ảnh là ảnh ảo cách thấu kính 10 cm. Các em sang dạng toán thứ hai của bài toán ngược. Đó chính là dạng toán biết tiêu cự của thấu kính và khoảng cách giữa vật và ảnh. Xác định khoảng cách từ vật đến thấu kính và từ ảnh đến thấu kính. Rồi đối với thấu kính hội tụ, các em có trong trường hợp vật thật cho ảnh thật, các em quan sát hình vẽ sau. Vật thật AB, khoảng cách từ vật đến thấu kính là D. Cho ảnh thật A phẩy B khoảy, khoảng cách từ ảnh tới thấu kính là D phẩy. Như vậy, theo đề bài, L là khoảng cách giữa vật và ảnh, có nghĩa là từ vị trí A tới vị trí A phẩy nè. Như vậy, các em có L là bằng D cộng cho D phẩy. Trường hợp tiếp theo, vật thật cho ảnh ảo. Vật thật D dương, ảnh ảo D phẩy âm. Các em có hình vẽ sau. Trong trường hợp thấu kính hội tụ vật thật mà cho ảnh ảo, thì ảnh luôn luôn ở xa thấu kính hơn vật. Và các em có L bằng D phẩy trừ cho D. Nhưng mà D phẩy âm, cho nên là mình sẽ có biểu thức sau đây. Trừ D phẩy cộng cộng D. Tiếp tục, trường hợp thấu kính phân kỳ thì các em biết vật thật luôn luôn cho ảnh ảo và ảnh ảo của thấu kính phân kỳ thì gần thấu kính hơn so với vật. Các em có L bằng D trừ D phẩy mà D phẩy của thấu kính phân kỳ là luôn âm. Cho nên là các em sẽ có biểu thức L bằng D cộng D, D phẩy. Vậy tổng quát cho 3 trường hợp, các em sẽ có biểu thức L bằng trị tuyệt đối của D cộng D, D phẩy. Như vậy khi gặp dạng toán này thì tùy trường hợp thấu kính là thấu kính gì, các em ha, hội tụ hay là phân kỳ, và tùy trường hợp vật cho ảnh thật hay là ảo mà các em sẽ áp dụng công thức cho phù hợp. Các em vào bài toán 1 của dạng toán này. Một thấu kính hội tụ tiêu cự 6 cm,
Vật sáng AB là một đoạn thẳng đặt vuông góc với trục chính của thấu kính. Cho ảnh cách vật 25 cm. Xác định vị trí vật và ảnh. Đề bài cho thấu kính hội tụ có nghĩa là F dương F bằng 6 cm. Vật sáng AB có nghĩa là cho vật thật. Và cho ảnh cách vật 25 cm. Yêu cầu chúng ta xác định vị trí vật và ảnh. Thì các em biết đối với thấu kính hội tụ thì ảnh có thể là ảnh thật hay là ảnh ảo. Cho nên đối với bài toán này chúng ta sẽ giải hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là ảnh thật, trường hợp thứ hai là ảnh ảo. Trường hợp 1. Vật thật cho ảnh thật. Các em có L bằng D cộng D phẩy bằng 25 cm. Đề bài chỉ cho tiêu cự, cho nên các em sẽ áp dụng công thức tiêu cự. F bằng D nhân D phẩy chia D cộng D phẩy. Các em thay D cộng D phẩy bằng 25 vào biểu thức này, thì các em có F bằng D nhân D phẩy chia 25. Các em kết hợp với D cộng D phẩy bằng 25, thì các em sẽ được phương trình D nhân D phẩy bằng 15 và D cộng D phẩy bằng 25. Các em giải hệ phương trình này, các em tìm được nghiệm thứ nhất đó là D1 bằng 15 cm, suy ra D1 phẩy bằng 10 cm. Và nghiệm thứ hai là D2 bằng 10 cm, D2 phẩy bằng 15 cm. Chúng ta nhận cả hai nghiệm luôn. Trường hợp thứ hai đó là vật thật cho ảnh ảo. Các em sẽ có D cộng D phẩy bằng trừ 25 cm. Giải tương tự trường hợp 1, các em áp dụng công thức F bằng D nhân D phẩy chia D cộng D phẩy. Lúc này D cộng D phẩy các em thay là trừ 25 cm. Và các em kết hợp với giả thuyết là D cộng D phẩy bằng trừ 25. Các em sẽ được hệ phương trình sau: D nhân D phẩy bằng trừ 150 và D cộng D phẩy bằng trừ 25. Giải hệ phương trình này, các em có hai nghiệm. Nghiệm thứ nhất là D1 bằng 5, chúng ta suy ra D1 phẩy bằng trừ 30. Và nghiệm thứ hai là D2 bằng trừ 30, chúng ta loại nghiệm này bởi vì D âm, vật ảo, chúng ta loại đi vì đề bài cho vật sáng là vật thật. Các em vào bài toán số 2 của dạng toán này. Một thấu kính phân kỳ có tiêu cự 30 cm. Vật sáng AB là một đoạn thẳng đặt vuông góc với trục chính của thấu kính. Cho ảnh cách vật 25 cm. Xác định vị trí vật và ảnh. Đề bài cho thấu kính phân kỳ, các em có F âm, F bằng trừ 30 cm, ảnh cách vật 25 cm. Như vậy thì các em có thấu kính phân kỳ thì vật thật luôn luôn cho ảnh ảo. Vì vậy chúng ta luôn có L bằng D cộng D phẩy bằng 25 cm. Các em có F bằng D nhân D phẩy chia D cộng D phẩy. Thay giả thiết D cộng D phẩy bằng 25 vào công thức thì các em sẽ có D nhân D phẩy chia 25. Các em thay F bằng trừ 30 vào thì các em sẽ được cái phương trình sau đây: D nhân D phẩy bằng trừ 750 và D cộng D phẩy bằng 25. Các em giải hệ phương trình này, các em tìm được D bằng 42,6 và D phẩy bằng trừ 17,6 cm. Và nghiệm thứ hai đó là D2 bằng trừ 17,6 cm, bởi vì D2 âm có nghĩa là vật ảo và đề bài cho vật sáng, cho nên các em loại trường hợp này cho cô. Các em vào dạng toán số 4. Cho khoảng cách giữa vật và màn ảnh là L. Xác định mối liên hệ giữa L lớn và F. Để có
vị trí đặt thấu kính hội tụ cho ảnh rõ nét trên màn. Chúng ta đi luôn vào bài toán như sau. Một màn ảnh đặt song song với vật sáng AB và cách AB một đoạn L. Một thấu kính hội tụ có tiêu cự F đặt trong khoảng giữa vật và màn, sao cho AB vuông góc với trục chính của thấu kính. Tìm mối liên hệ giữa L và F để câu A có hai vị trí của thấu kính cho ảnh rõ nét trên màn. Câu B có một vị trí của thấu kính cho ảnh rõ nét trên màn. Câu C không có vị trí nào của thấu kính cho ảnh rõ nét trên màn. Như vậy thì đề bài cho vật sáng AB có nghĩa là đây là vật thật. Ảnh trên màn có nghĩa là ảnh này cũng là ảnh thật luôn. Như vậy thì chúng ta chỉ có một trường hợp, đó là L bằng D cộng D, D phẩy. Các em kết hợp công thức F bằng D nhân D phẩy chia D cộng D phẩy. Các em kết hợp cùng cái giả thiết L bằng D cộng D phẩy. Các em thay cái chỗ D cộng D phẩy nè, thì thay bằng chữ L. Còn chỗ D phẩy á, thì các em thay bằng L trừ D cho cô. Thì các em được cái biểu thức là F bằng D, thừa số cho L trừ D chia L. Các em sẽ được phương trình bậc 2, D bình cộng LD cộng LF bằng 0. Khi mà có phương trình này rồi, thì các em sẽ xem đề toán yêu cầu gì. Yêu cầu thứ nhất của bài toán là có hai vị trí của thấu kính cho ảnh rõ nét trên màn. Hai vị trí của thấu kính cho ảnh rõ nét trên màn đồng nghĩa với việc phương trình này có hai nghiệm. Các em tìm delta cho cô. Thì các em có delta bằng b bình trừ 4ac, b là l, l bình trừ 4ac, 4lf. Như vậy thì khi mà có hai vị trí của thấu kính cho ảnh rõ nét trên màn, các em có delta lớn hơn 0, có nghĩa là L4 lớn hơn 4F. Cô B có một vị trí của thấu kính cho ảnh rõ nét trên màn, có nghĩa là delta bằng 0, phương trình có nghiệm kép L bằng 4F. Không có vị trí của thấu kính cho ảnh rõ nét trên màn, có nghĩa là delta âm, L nhỏ hơn 4F. Như vậy thì khi giải bài tập này, các em chú ý các trường hợp đặc biệt cho cô. Các em vào dạng toán số 5, dời vật hoặc thấu kính theo phương trục chính. Thấu kính có tiêu cự không đổi. Giữ thấu kính cố định thì ảnh và vật luôn di chuyển cùng chiều nhau. Cô giả sử trước khi dời vật, vị trí vật tới thấu kính là D1, vị trí ảnh đến thấu kính là D1'. Khi dời vật một đoạn delta x, thì ảnh cũng sẽ dời một đoạn delta x'. Sau khi dời vật, vật cách thấu kính một đoạn D2, ảnh cách thấu kính một đoạn D2'. Các em có công thức liên hệ giữa D2, D1, D2' và D1' như sau. D2 bằng D1 cộng trừ delta x, còn D2' bằng D1' trừ cộng delta x. Và các em chú ý, delta x lấy dấu cộng khi vật dịch ra xa thấu kính, lấy dấu trừ khi dịch vật lại gần thấu kính. Delta x phải lấy dấu cộng khi ảnh dịch ra xa thấu kính và lấy dấu trừ khi ảnh dịch lại gần thấu kính. Các em vào bài toán số 1 của dạng 5. Vật sáng AB đặt trên trục chính của một thấu kính hội tụ. Độ lớn tiêu cự là 12cm cho ảnh thật A'B'. Khi dời AB lại gần thấu kính 6cm, thì ảnh sẽ dời đi 2cm. Xác định vị trí của vật và ảnh trước và sau khi di chuyển. Như vậy thì ở đây, các em thấy đề bài cho thấu kính hội tụ có nghĩa là F bằng 12cm. Khi dời vật lại gần thấu kính 6cm,
Cô giả sử ban đầu vị trí của vật là D1, lúc sau là D2, dời vật lại gần, có nghĩa là các em có D2 bằng D1 trừ cho 6, thì ảnh sẽ dời đi 2 cm, và lúc này các em có D2 phẩy bằng D1 phẩy cộng 2. Mặt khác, các em lại kết hợp D2 phẩy bằng D2 nhân F chia D2 trừ F, D1 phẩy bằng D1 nhân F chia D1 trừ F. Các em thay hai biểu thức này vào cái biểu thức số 2 cho cô. Thì các em sẽ được D2 nhân F chia D2 trừ F bằng D1 nhân F chia D1 trừ F cộng cho 2. Chỗ nào có D2, các em thay biểu thức 1 vào là D2 bằng D1 trừ 6 vào đây. Các em giải phương trình này, các em tìm được D1 bằng 36 cm. Các em thay vào D1 phẩy, các em sẽ tìm được D1 phẩy bằng 18 cm. Đây là vị trí của vật và ảnh trước khi dịch chuyển. Các em thay D1 bằng 36 cm vào biểu thức số 1, thì các em suy ra D2 bằng 30 cm và D2 phẩy bằng 20 cm. Đây là vị trí của vật và ảnh sau khi dịch chuyển. Các em sang bài toán số 2 của dạng 5. Một màn ảnh đặt song song với vật sáng AB và cách AB một đoạn 72 cm. Một thấu kính hội tụ có tiêu cự F đặt trong khoảng giữa vật và màn, sao cho AB vuông góc với trục chính của thấu kính. Người ta tìm được hai vị trí của thấu kính cho ảnh rõ nét trên màn. Hai vị trí này cách nhau 48 cm, tính tiêu cự của thấu kính. Như vậy thì ở đây các em thấy đề bài cho thấu kính hội tụ và vật sáng AB cách màn là 72 cm. Các em có D cộng D phẩy sẽ bằng 72 cm. Và mặt khác các em thấy trong công thức 1 phần F bằng 1 phần D cộng 1 phần D phẩy, thì các em có thấy công thức này có tính đối xứng giữa D và D phẩy. Có nghĩa là nếu như mà chúng ta hoán vị trí D và D phẩy cho nhau thì công thức cũng không thay đổi. Nói cách khác là nếu như mà vật cách thấu kính một đoạn D thì sẽ cho ảnh cách thấu kính một đoạn D phẩy, và ngược lại nếu như vật cách thấu kính một đoạn D phẩy thì cũng sẽ cho ảnh cách thấu kính một đoạn D. Như vậy nếu chúng ta gọi D1 phẩy là khoảng cách từ vật và ảnh tới thấu kính lúc ban đầu, D2 và D2 phẩy là khoảng cách từ vật và ảnh tới thấu kính lúc sau, thì các em sẽ có D1 là khoảng cách từ vật tới thấu kính lúc ban đầu, D1 phẩy khoảng cách từ ảnh tới thấu kính lúc ban đầu. Sau khi chúng ta dịch chuyển thấu kính một đoạn là A, D2 là khoảng cách từ vật tới thấu kính lúc sau, D2 phẩy là khoảng cách từ ảnh tới thấu kính lúc sau. Theo tính thuận nghịch của chiều truyền ánh sáng thì các em luôn có D1 bằng D2 phẩy và D2 bằng D1 phẩy. Chúng ta áp dụng cho bài toán. Các em có D1 cộng D1 phẩy bằng L bằng 72 cm, và theo hình vẽ các em có D1 phẩy trừ cho D1 bằng E. Các em cộng vế với vế cộng 1 và 2 thì các em sẽ suy ra được D1 phẩy bằng L cộng A chia 2, mà trừ 1 và 2 thì các em suy ra D1 bằng L trừ A chia 2. Các em thay D1 và D1 phẩy vào biểu thức 1 phần F bằng 1 phần D1 cộng 1 phần D1 phẩy. Thay D1 bằng L trừ A chia 2, D1 phẩy bằng L cộng A chia 2 vào biểu thức này, thì các em sẽ tìm được biểu thức tính tiêu cự F là bằng L bình trừ A bình chia 4L. Thay số vào, L là 72, A là 48. Thay số vào thì các em được F bằng 10 cm.